Chơi sẵn sàng đi học chứ ta. Mang giày vô, ngồi dậy mang giày vô đi học nè. Đi, ngồi dậy. Đó, cô chú thấy chơi chưa? Chơi thích đi học lắm á cô chú. Đi học vui không? Vui không? Ừ. Vui hả? Rồi, mang giày vô. Đi. Em bé sáng nay đi học mà mới ngủ dậy nên em bé rất là nhõng nhẽo cô chú ơi. Coi coi. Chơi tới trường rồi cô chú ơi. Đi con. Rồi quẹo phải. Rồi vô đi con. Chạy đi this way. Chạy đi this way. Đây nè, đây nè. Hi. Chạy đi, come here. Hey, come on. Come in, come in. You love. Good morning, Jay. Good morning. Good morning. Good morning. À, mới có mấy bạn à, 2, 4, 5 bạn à, mới có 5 đứa à. Đây, đưa cái con unicorn cho mẹ. Give mommy the unicorn. Ok, ok. Nha, con Chi sao mày đi về nha. Hi, sweetheart. Hi. 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 Đi về nha. Đi về nha. Không hả? Không về hả? No, you don't want to go home, Chị. We gotta go home. Mm-hmm, sweet. The animals will be here when you come back. Yeah. They've been here. Put them back. Put them back, please. Good job, JD. Rồi đem cất vô đi rồi đi về nha con. Hái chè đi. Hái chè đi. Cái gì vậy? Dớ hả? Em bé là bù tóc rối. Chị thân là lại từ. Em bé đầu bù tóc gói ơi. Good morning. Good morning em bé đầu bù tóc gói ơi. Hẹn vô. Cô gái chân dài. Cô gái là chân dài của mẹ nè cô chú. Cô gái chân dài của mẹ. Lại đây nữa ai. Good morning my friend. Good morning my friend. Morning, my friend. Hey, yo. Can I have your baba? Please? She want her unicorn. You want your unicorn? Say please. I can't hear you with a baba in your mouth. Take your baba off. Take the baba off and say please. Take the baba off. Say please. So bad. Em bé rồi. Nè, đi bơi không? Ừ. Đi không? Ừ. Không đi hả? Đi bơi không? Ừ. Con nói dạ bơi. Ừ. Đúng rồi. Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Nói mẹ nghe đây. Thương mẹ để đâu? Thương ba để đâu? Thương bà ngoại để đâu? Thương ngoại để đâu? Thương ngoại để đâu? Thương ngoại để đâu ạ? Trái tim ngon đâu, tim ngon đâu, hồi bữa mẹ chỉ tim đâu, chỉ cô chú coi trái tim đâu. Một trái tim mùa đông. Một trái tim mùa đông. Coi cặp mắt nó kìa. Cặp mắt của nó kìa, cô chú thấy cặp mắt của nó không? Gửi cái cặp mắt quá tôi nha. Good morning. Đi bơi nha. Dậy thay đồ đi bơi. Đi, lại đây, lên mẹ bồng. Đi, ngồi dậy, đi bơi. Lại lên.
phải năng động lên con. Mình phải bắt đầu một ngày bằng năng lượng tràn trề thì ngày đó mới có hiệu quả. Không được bắt đầu một ngày bằng năng lượng làm biếng. À, nguyên ngày đó mình sẽ làm biếng. Để lên. It's swim class time, we gotta go. We have so much thing to do today, JD. Hôm nay mình có rất là nhiều việc phải làm, nên là con phải lẹ lên. Come on, JD. Time to go. Let's go. Đấy. Give me your hands. Give me your hands. Give me your hands. Có đầu tóc. Stand up. Nhìn mắt mệt không? Stand up. Biến á, bảo làm biến á. Làm biến. Stand up. Tôi cũng thấy công ty làm biến buổi sáng chưa? Nó phải nằm trên giường. Okay, now you're standing. You know what that means. The day has started. Mm-hmm. The day has started. Let's go. Thông thường là nó phải nằm nửa tiếng hồ nó mới dậy. Uh-oh. Làm gãy sập giường rồi phải không? Sập giường chưa? There goes some babas under the bed. Sập giường. Đi, đi, đi. Đi. Đi con. Đi bơi, đi bơi. Bơi, 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 bơi. Làm gì vậy? Cô chú thấy không? Cô chú thấy da mặt đồ ấm không? Quá ấm luôn. Trời đẹp nè, hiếm hiếm có trời đẹp như vậy lắm, lo tranh thủ đi chơi đi chơi. Chơi thả ga đi chơi. Nó đẹp vậy chứ nhưng mà ngoài vẫn phải mặc áo tay dài của chú. Mà kiểu mặc áo tay dài thì nó làm ấm, nó dễ chịu hơn. Chứ mà còn mặc áo tay ngắn là sẽ rớt là lạnh. Tại thấy đẹp là thời tiết đẹp là thời tiết mà mặc quần dài áo tay dài. Cô chú thấy chàng bên này mặc áo sấm sét dữ chưa? Ngay mặc đồ như hớp hớp vậy đó. Say hi, JD. Đó, hai chị, hai ông hàng xóm. Hai đi con. Come and say hi. High fives. All right. Can I get kisses? Oh, you're the best in the world. You're the best. He even listens. Yay, Jay. Đi đâu à? Con lấy đi đâu à? Lại lùi dịch hả? Con tính này lại lùi dịch không? Sao này hấp hấp dữ à hả? Đi lủi thủi có bà đi lo đợt ở nhà, nhưng mà nhà bà đi lo đợt có khách nên chay không có thích. Chay chỉ thích chỉ một mình chay và đi bà đi lo đợt thôi. Nên là người ta đã chủ động về nhà, người ta không có làm phiền người khác khi mà nhà người khác có khách. Bóng chay đâu ta? Chay đi. Where's your shadow? Look, this is your shadow. Cái bóng của con này chay. Bóng của con nè. Đó, cái bóng của chay nè. Wow, bóng bóng băng băng đó, ngồi xuống coi bóng đi. Bóng của chay nè. Wow, that's chay đi. Phải chay không? Con gì á? Con ong á. Đó, cái bóng của chay kìa, cái bóng của mẹ đâu, cái bóng của mẹ đâu? Bóng của mẹ nè. Đó. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Nay trời đẹp quá. Ngồi xuống luôn, ừ, ngồi xuống. Ngồi chú chơi bánh đũa không? Có bánh đũa không? Mặc cái ghét không cô chú? Tôi ngồi tướng này. Ngồi tướng muốn giọng thiệt cái chứ. Hi. Say hello JD. Hi. Good job. Đâu à?
trai mặc áo này nổi quá chị ơi. Cỏ màu xanh, đường màu trắng, áo dây màu hồng. Áo hồng chứng tỏ gì cô chú? Áo hồng chứng tỏ là em chay là em bé bồng bông. Đây, chay. Quay đầu là bờ đi. Sắp hết được đi chơi vòng vòng này rồi. Một trong những ngày hiếm hoi còn lại. Hưởng thụ đi con. Hưởng thụ cái khí trời ấm áp trong lành và mát mẻ. Cũng đang vạch lá tìm sâu hả? Lên đá ngồi đi, lên đá ngồi đi, ngồi lên cục đó đi, ngồi xuống cục đó đi. Trời ơi, con bà sụt lùi rồi. Khi con ngồi xuống bà sụt lùi cả mét rồi, rồi mới tính được. Ngồi xuống cục đá đó đi. Ngồi xuống cục đá đi con. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Tóc không quấn vậy sao? Đánh đá rồi đi, đặt nhẹ cái đất xuống đá. À, trời tự nhiên lại. Trời ơi, tự nhiên lại làm ơn cục đá còn được trời đâu. Trời đất ơi. Có ai đời vậy em? Ai đời lại nằm ôm cục đá. Nằm ôm mà giống như ôm mà giống như ôm em mà ôm gấu vậy đó. Yêu hoa cỏ thiên nhiên, chay yêu những vật mà đang sống trên cuộc đời này. Đối với chay, tất cả mọi sinh linh đều là những sinh linh còn sống. Tới những cái tượng đá mà chay cũng còn ôm mà, thì nói gì nữa đây? Trời ơi, làm sao bà làm gì trời? Bà làm y như là bà là người ếch hay người nhá gì, bà nằm mà chụp ếch hay sao? Kiếm cái gì đó không biết. Nó nghe nè, mặc cái quần đó là bây giờ nó xệ dữ lắm luôn rồi đó nha. Quần nó mặc về giống Justin Bieber lắm luôn á. Kéo nhẹ quần lên coi. Kéo nhẹ quần lên coi. Chạy đi. Nhìn lên chảnh hả? Chạy, lại đây. Về vô ngủ chưa? Về buồn ngủ chưa? Ngủ vô ngủ đi. Đi con, bà ngủ vô ngủ. Đi, nắm tay mẹ. Nắm tay mẹ không? Đi vô ngủ đi con. Đi con. Cái này đẹp dễ sợ không? Đi, vô ngủ. Vô nhà đi con. Đuối rồi đó, đuối đơ như cây cơ rồi đó. Đi bơi về mệt quá mà, mẹ cũng mệt đó nè. Vô ngủ đi. Hai mẹ con mình vô ngủ ha. Ew, that's nasty.